Tụi anh xin kính chào quý khán giả của đài IBC. Quý vị đang theo dõi chương trình Những vấn đề liên quan tới nhà lộ vận bà bảo hiểm nhân thọ. Tụi anh xin hạnh được chào đón sự trở lại của anh Michael Võ. Chào anh. Dạ vâng, cảm ơn Thuệ Anh và chúng tôi xin được gửi lời kính chào đến với tất cả quý khán giả của đài IBC. Thưa với tụi anh cùng tất cả mọi người thì có lẽ là sau cái Super Tuesday, tức là cái cuộc bầu cử sơ bộ, thì chúng ta đã biết ai sẽ là người đại diện đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ để tranh vào chức vụ Tổng thống. Thì có lẽ dĩ nhiên là tổng thống cựu tổng thống Donald Trump sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa, và đến ngày hôm nay thì đó là cái bản tin chính thức. Và dĩ nhiên là đương kim tổng thống Joe Biden sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ, có nghĩa là đây là sẽ là hồi hai, phải không tụi anh? Dạ vâng. Trump và Biden tranh cử, và theo cái dư luận thống kê thì có lẽ là tổng thống Donald Trump đang có thế thượng phong. Dạ. Tuy nhiên cái vấn đề tranh cử thì cũng không ai biết được sẽ như thế nào. Dạ. Riêng tại quận Cam thì sau cái lần bầu cử sơ bộ thì chúng tôi đã tranh cử vào chức vụ giám sát viên, nhưng mà lần này thì không có thành công. Dạ. Có nghĩa là mình muốn đại diện cho một cái cộng đồng lớn hơn thì không được. Thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục làm những cái công việc của mình. Dạ. Sau hơn 12 năm phục vụ cho thành phố Fountain Valley với ba nhiệm kỳ thị trưởng, thì chúng tôi đã đem được cái sự thay đổi về vấn đề nhà housing tại thành phố, về vấn đề homeless, và muốn đem cái chính kiến đó để phục vụ một cộng đồng lớn hơn. Và cái công ty, cái công việc mà mình vẫn làm, quý vị biết tại quận Cam, cơ sở Lewson Traffic School, thì đến ngày hôm nay tụi anh đã phục vụ cho cộng đồng hơn 30 năm. Thành ra chúng tôi vẫn làm những cái việc trong cộng đồng và vẫn tiếp tục điều hành cơ sở Lewson Traffic School. Nói đến Lewson Traffic School thì anh ai cũng cho biết. Cách này nha. Anh sẽ nhắc nhớ lại cho tất cả mọi người là tại vì á là dĩ nhiên rằng là cái business của mình đã trên 30 năm. Nhưng mà với ai cũng biết là tất cả những gì liên quan tới nhà lộ vận nè. Yeah. Ha, thì hoặc là bảo hiểm nhân thọ thì gì liên quan. Nhưng mà bây giờ anh có thể list, tại vì bây giờ đó là em thấy rằng là tại miền Nam California mình nói riêng á, thì bây giờ là tất cả mọi người ở rất là đông lắm rồi, cho nên đúng. Rằng là có nhiều người lại chưa biết được. Nhưng mà em thật sự nha, anh không nhắc thì em cũng sẽ nhiều lúc mình nhớ quên cái business của anh. Em nghĩ là tất cả là như là one stop for all đó, thì anh có thể nhắc lại cho khán giả được biết. Cảm ơn tụi anh. Thì thật ra đó là tất cả những dịch vụ của văn phòng đó là từ cái sự yêu cầu của khách hàng. Yeah. Ví dụ như là 30 năm trước thì chúng tôi mở cái cơ sở đầu tiên là Traffic School xóa ticket. Ví dụ như một người lái xe bị giấy phạt rồi sợ bị tăng bảo hiểm, sợ bị nhiều ticket, bị mất bằng lái, thì bây giờ đi học xóa ticket như thế nào? Thì chúng tôi đã mày mò và gây dựng được cái trường Lewson Traffic School cho những người lái xe bị ticket. Nhưng bây giờ đi học lớp xóa ticket đó, tụi anh thì cũng sướng là chỉ lấy bài về nhà làm rồi đem lại nạp thôi, chứ không cần phải đến lớp ngồi 8 tiếng như lúc trước. Cái đó em biết. Rồi dĩ nhiên là sau đó thì khách hàng nói, ồ bây giờ tôi mua cái xe, tôi muốn sang tên, tôi không biết làm sao. Rồi tôi ra DMV, nó bắt tôi đi vài ba lần, tôi cũng không biết điền đơn từ làm sao. Thì chúng tôi mới xin cái license là giúp cho mọi người mua bán xe, chuyển nhượng, đăng bộ xe, hay là những cái xe từ ngoài tiểu bang vào Cali, đổi bán số ra như thế nào. Thì sau một thời gian làm thì chúng tôi được cái license là DMV Business Partner, là tại văn phòng có thể in cái sticker, in cái giấy đăng bộ và cấp cái bản số liền cho khách hàng. Ngay cả những vấn đề mất giấy chủ quyền, đổi nhượng sang tên xe. Và sau đó thì bắt đầu tụi anh thấy là vì văn phòng Lewson Traffic School kế bên cạnh bưu điện, thì đó rất là nhiều người đi gia hạn passport Mỹ đó, thì nó qua tới bưu điện, thì bưu điện nó xin lỗi, ở đây là bưu điện nhỏ, không có làm được, quý vị phải đến bưu điện lớn. Rồi cái nhiều người nói, nhưng mà tôi bị mất cái này, thiếu cái kia, hay là tôi không biết điền đơn từ làm sao, thì họ mới lại đến nhờ văn phòng chúng tôi. Thì văn phòng lại sinh ra cái dịch vụ là gia hạn passport. Và dĩ nhiên là khi nói đến passport thì khách hàng có thể đến để gia hạn hộ chiếu Việt Nam, hay là xin hộ chiếu Việt Nam lần đầu. Yeah. Có nhiều người bây giờ tài sản ở Việt Nam qua đến cái phương diện thừa kế, tức là nhiều khi mình qua đây mấy chục năm, bây giờ cha mẹ có những cái tài sản đất đai và cái giá trị hồi xưa là có thể vài chục ngàn, bây giờ nó lên tới vài triệu đô la. Yeah. Và bây giờ họ thừa kế cái tài sản đó thì phải
thì mình sẽ làm những cái thủ tục để mình xin thừa kế, thì nó mới đẻ ra những cái chuyện như là ủy quyền nhà đất ở tại Việt Nam. Yeah. Thì qua những cái việc đó thì tại văn phòng Lewis & Travis School đều lo được hết. Và trong thời gian gần đây, ví dụ như trong trước giờ đến đây đó, thì tôi có một cặp vợ chồng đến, cô vợ là ở Canada, anh chồng thì ở Rosemead, thì hai vợ chồng đến văn phòng chúng tôi để làm hung thú. Thì tôi anh thấy là cái chuyện làm hung thú hồi xưa đó, nhiều người làm giấy tờ thì làm không đúng, hay có nhiều người nói ồ tôi phải đi lên Las Vegas tôi làm giấy hung thú. Thì ngày hôm nay tại cơ sở Lewis & Travis School, chúng tôi có thể làm hung thú cho khách hàng trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi, không cần phải đi Vegas, không cần phải điền đơn, không cần phải lo giấy tờ. Hai người chỉ mang hai cái bằng lái hoặc là hai cái hộ chiếu, hai cái passport đến, thì chúng tôi sẽ làm hung thú cho hai người đó. Thậm chí chúng tôi có những người khách đó, tụi anh là từ những tiểu bang xa về và gặp chúng tôi để làm hung thú rồi ngày mai đến lấy. Thì tất cả những chuyện đó, từ cái chuyện ủy quyền nhà đất Việt Nam cho đến làm passport, gia hạn passport lần, làm passport lần đầu tiên, gia hạn hộ chiếu, làm giấy tờ hung thú. Và những cái chuyện đó thì có lẽ ngay tại văn phòng thì chúng tôi làm mỗi ngày, thành ra không có dịp để nhắc cho mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng xin thưa để cho mọi người hiểu là khi có những nhu cầu như vậy thì quý vị có thể nhờ đến Lewis & Travis School, một cơ sở đã phục vụ cho cộng đồng hơn 30 năm. Và chúng tôi mở cửa 6 ngày một tuần. Thành ra tất cả hồ sơ quý vị khi mà cần là chỉ cần đến để gặp và sẽ được giải quyết. Chứ có nhiều người tôi làm qua mạng, tôi làm qua một cái văn phòng ở trên Los, rồi tôi gửi hồ sơ đi, không biết nó có được hay không. Hay là tôi không biết đóng tiền cho nó rồi nó đóng cửa rồi ai lo hồ sơ cho tôi. Thì thưa quý vị là quý vị đã chọn, đã lựa và đã tín nhiệm cơ sở Lewis & Travis School hơn 30 năm qua, thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục tín nhiệm qua những cái dịch vụ như là ủy quyền nhà đất Việt Nam, làm passport, làm hộ chiếu, làm chứng nhận độc thân để về Việt Nam lập gia đình. Ngày hôm nay tụi anh biết là có thêm cái phần là chứng nhận độc thân để mua tài sản ở Việt Nam hay là thừa kế tài sản ở Việt Nam nữa. Tức là họ đẻ ra rất là nhiều cái chuyện mà luật pháp Việt Nam đòi, và một cái người đang ở Mỹ không rành, không hiểu và không biết phải nhờ nơi nào cho đúng nơi đúng chỗ. Chứng nhận coi như là bên mình có làm là hôn thú và cũng có là chứng nhận độc thân. Đúng. Thì chứng nhận độc thân tức là ở Mỹ đó, khi mình làm hôn thú không cần phải làm cái giấy tuyên thệ là tôi đang độc thân. Nhưng mà một người đang ở Mỹ mà muốn về Việt Nam lập gia đình, thì phải làm cái giấy là tôi phải chứng nhận là mình đang độc thân ở Mỹ. Ui chào. Là rồi. Phải là giấy tờ đàng hoàng rồi. Đó. Rồi sau đó phải gửi về Việt Nam. Là ai người coi như người đó phải cam kết và ký rồi cũng phải có Trong cái hồ sơ chứng nhận độc thân đó là phải có tên cô dâu hoặc là tên chú rể trong đó, chứ không phải là tôi chứng nhận tôi độc thân tôi về Việt Nam tôi muốn ưng ai. Khoan đã, cô dâu chú rể làm sao thưa anh? Tức là như vậy. Ví dụ như bây giờ ông A. Dạ. Ông muốn lập gia đình với cô B ở Việt Nam. Thì ông phải làm một cái giấy chứng nhận là ông đang độc thân ở bên và Hoa Kỳ. Ông muốn kết hôn với cái cô B, và khi mà ông làm cái giấy đó ông phải ghi tên là ông sẽ về, ông ưng cô nào ở Việt Nam. Dạ vâng. Tên này rồi. Kia căn cước đầy đủ, chứ không phải là tôi chứng nhận độc thân xong tôi về tôi muốn ưng ai thì tôi không rồi. Không được như vậy. Tức là họ sanh ra nhiều cái thủ tục khác nhau mà nhiều khi mình không có rành, mình sẽ không có làm cho đúng. Còn hồi nãy là anh nói là chứng nhận độc thân để về để có cái gì giấy tờ cái đó là một hình thức khác nữa, tức là ví dụ như rồi bây làm giờ, sao có cô B ở trong cái tờ giấy độc thân của Anna được ạ? Thì cái đó là chứng nhận để kết hôn, nhưng mà có một người ví dụ như bây giờ họ nhận được một cái tài sản thừa kế Việt Nam thì họ sợ là người này đang có gia đình ở Mỹ. Rồi. Thì khi mà nhận được cái tài sản, tôi lấy ví dụ căn nhà ông bà để lại bây giờ trị giá 500 ngàn, thì cái cô này khi mà để lại 500 ngàn cho cổ mà cổ có chồng đó, thì có nghĩa là tài sản thành của hai vợ chồng chứ không phải riêng một mình cổ. Mà bây giờ nếu mà cổ muốn về Việt Nam sang tên cái nhà đó một mình cổ
thì cổ phải làm cái giấy chứng nhận là cổ đang độc thân. Rồi. Hay là cổ đang độc thân phải làm giấy chứng nhận độc thân thì cổ mới thừa hưởng cái tài sản đó 100% được. Thì đó là những cái dịch vụ mà chúng tôi, dĩ nhiên đối với văn phòng thì rất là bình thường, nhưng mà đối với nhiều người nó so complicated. Đúng. Sao mà để ra chuyện này xong để ra chuyện kia rồi thì, để ra một... Thì kính thưa quý vị, như là tụi anh muốn hỏi rõ là như vậy, nếu mà như tụi anh đi là không có rành và khi mà ngày xong cái mình sẽ làm cái giấy tờ mình lộn, thì rồi xong rồi mình khi mà về tới, thí dụ mình về tới Việt Nam để mình hợp thức hóa, mình làm một cái vấn đề gì đó, thì là cái hồ sơ nó sẽ không đúng match với lại theo cái yêu cầu của Việt địa Nam. Phương. Dạ vâng. Thành ra cái ở văn phòng thì chúng tôi ưa giỡn lắm, nói là ở Việt Nam là thủ tục hành chánh, có nghĩa là hành là chính. Tức là chỉ làm cái chuyện để hành người ta thôi, chứ không có chứ không phải là làm cho đúng. Thành ra nó cứ để ra hết chuyện này tới chuyện nọ chuyện kia để mình phải đóng tiền. Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Kính mong quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau một vài thông tin thương mại.